Rồi, hello anh em ha. Giờ Hùng với anh Bằng nè, anh Thế Tấn á, Nguyễn Khoa nè, với anh Nam nha. Thì mấy anh em đi về, mấy anh em đi săn lùng cua xanh nha anh em. Thì thành quả nè, thành quả không làm cho anh em thất vọng. Đây, đây, thấy chưa anh em, 4 cua xanh. Con cua này hơi dài chứ nha. 4 cua xanh nha anh em, quá phơi luôn. Cái này mấy anh em ghé nhà anh Khánh nè. Hôm mình xuống dưới thì anh Bằng nó dẫn mình đi bắn cua mini. Bữa nào lên em dẫn anh lại bắn cua xanh nha anh em. Đại cua gì bự quá. Đợi đi em chỉ bắn nè. Thấy không? Đợi đi. Cua xanh. Đâu? Dạ sướng đi em chỉ cho bắn nè. Sao không bắn đi? Chỉ cho thấy con cua xanh cho biết. Ngồi đó anh nhận thấy đâu. Anh biết cua xanh rồi. Ừ nhưng mà nữa. Đợi xuống chỉ cho con cua xanh bắn nè. Một cặp lên cho mấy con đi. Nè. Kìa anh em. Xin đột chạy thấy không? Nó có đuôi thấy không? Nó là con cua xanh đó. Đi lại đó không thấy đâu, đứng đây nè. Đứng đây nè, bắn phải hút đầu nè. Hút đầu nghe hụt là bay đó. Hai con nữa, trong con nữa. Đuôi rồi, nó quắt đuôi rồi. Con nó gớt á. Đuôi. Con nó gớt á. Coi đi, từ từ con từ từ đợi có giúp cái đó. Ba con lận. Gớt quắt kìa. Ấy, trời ơi, cận cũng nấm. Gớt chưa? Không gớt đâu. Trúng ở dưới rồi. Đi 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 tới 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 sẽ lên xét. Chích. Em rồi phải không? Ờ, cũng núm giống con núm quá. Từ 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 từ. Là cái sắn đó. Khoa bắn vậy mà không chết nha anh em. Để bắn đi đâu. Xe qua, xe qua. Không thấy đâu, bỏ đảm luôn cua. Được. Hay quá. Được. Hay quá. Rồi. Được quá. Hơi gãy kìa. Rồi luôn rồi bạn ơi. Quá nó bự rồi trời, với bồ câu rồi trời. Quá vậy đó. Quá trời em cũng chết trời. Hồi sáng hôm nay chơi gì cũng phóng sinh hai con mẹ đó. Ôi mông dữ tả rồi cũng thiệt quá. Hai chú mất luôn rồi mà không vớt thấy không? Hai anh cô nhìn thằng thấy đâu, bảo đảm anh khơi khơi nhìn không thấy nó đâu. Đúng rồi. Thấy luôn á. Em quen mắt á. Má cái con vớt đâu cái đoạn này ông nội tôi biết đường kiếm. Vớt của nhà mà đó. Không bị nữa anh em ơi, tới rồi. Ông nội tôi cũng thấy nổi nữa. Má mạnh thiệt quay. Con này nhỏ quá. Ừ. Nó lỏng đâu. Nó con kia thấy á, con kia thấy kìa. Ừ rồi. Con đây, con đó. Anh bắn em bắn chơi. Ngay mỏ luôn. Vớt một con. Hay quá luôn. Vớt con. Vớt một con. Hay quá. Vớt con xanh. Để ngay cái mỏ, ngay cái. Con em để bắn con này luôn. À, ngay cái mỏ luôn thằng ơi. Kìa đâu kìa. Qua đây là. Nó bay ra ngoài. Hay quá ông ơi. Kìa đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Để từ từ. Để cây mì nha. Đi đi, ra lòng. Có thành quả.
cái đầu dây không được ngay cái mỏ này nó nói là còn lắm cái điểm này điểm mắng về. Quay nãy giờ rồi. Tôi xanh rớt đây nha anh em. Má rất khó kiếm. Nước xuống đây nha nè, để kiếm. Nên cái đề này nè anh ơi, không chứ nó đâu. Dưới đề này nè, không chứ nó đâu. Tàu bìa đó rất đây nè. Khoa ơi. Vô phụ kiếm ơi. Coi có cái đốm lông ngầu máu gì đó không? Ý rồi bảo anh kia được không? Coi có cái đốm lông gì không là nó đó. Mà nó kêu quá trời này, nhỏ nhỏ thôi, nó là về còn về nữa. Tao vừa bì ở đó, hắn rớt đi nè. Rớt mấy bào bản anh ơi. Ý là hồi nãy nó có nhúc nhích cái cọng mì, tức là nó sẽ ảnh hưởng bên đây nè. Đây nè, vô đây. Nè, ba đâu chỗ này nè. Không, cái dừa này nè, rớt đây nè, nhìn mấy bản này. Không phải là không. Không, em thấy rõ ràng. Không ơi, hồi nãy là nó sẽ cái gì nhúc nhích đồng mì, có nghĩa là không có rớt ngay đồng mì. Nè, cứu cái lọt cùng này cho em có này, trong đây nè. Hồi nãy là bạn thấy là không phải là rớt ngay đồng mì. Con này không sống nữa đâu, ngay đầu rồi. Ừ. Chị chỉ thấy là nó tiệp quá trời tiệp nè. Má rớt một chuyện cũng khó khăn nữa. Giờ nó rớt đây nè, rớt đây khúc này nè. Là nào nào vậy, tàu nào vậy? Tàu bìa nè. Nhưng mà chết nè, nhưng mà nhớ nè. Ừ. Nhưng mà ảnh hưởng độc mì, hả? Có ảnh hưởng độc mì. Độc mì hả? Bẻ mì cho em coi, bẻ em dẹt dẹt nè em coi. Ý là ảnh hưởng độc mì là nó nằm đâu đây nè. Thấy đụng rõ ràng, thấy ngay đầu luôn. Ngay đầu. Dạ. Dạ. Ngay đầu sợ nó lọt cái vậy. Đây nè, dạ. Tại tính đợi bắn con nữa kìa, đâu có chạy lại liền đâu. Dạ. Dạ. Thấy một tay quý. Dạ, đúng rồi, lấy đồng đi dạ. Nhìn kỹ kỹ nó rớt đâu đó đó. Nam ơi, Hồng sai rồi Hồng ơi, đọt mì nãy rung lên mà. Thì từ từ mình kiếm vòng vòng hết luôn. Chết luôn. Đang kiếm mà mấy mù nó văng rồi không kiếm. Cú à. Đây nè, khỏi kiếm. Đâu? Ok anh ơi. Đá bằng ơi, 10 điểm. 10 điểm anh Bằng ơi. Đã nói là đọt mì mà. Cái chuyện đó vậy. Ủa nó bự kỳ đó. Đá bài là 3 con không? Thằng kia nó quần luôn nghe. Ê. Đồ con cú bự. Quá đã anh em ơi, cù xanh nha anh em. Hùng hạ nha anh em. Nam ơi. Đi đi ra ngoài. Ra ngoài lát mình vô bắn tiếp. Đi. Đi. Ok anh em ơi. Chụp cho anh cầm cái huyết vô xanh đi. Không không nè nè. Thôi. Ok, nè. Chụp nè. Nè nè, cho ổng chụp hình cho mình đi. Nè nè nè, đứng đây. Ok, đây. Chụp nha. Xanh nha anh em. Chít. Rồi nha, vô nha. Chơi rộng nữa. Trời ơi. Ông lấy hai cái. Ok. Rồi ok nè. Ừ, ok. Đây. Tới nó là nó vừa bay luôn nữa. Con này nó bắn hụt thôi chứ đừng canh mình. Nấu lẩu mẹ ơi. Bắn vô cái đầu luôn cho khỏi quay. Cho mày một tấm hình nha. Vô quá. Đưa cái lưng này nó mới đẹp. Đưa cái lưng này. Vô đi, vô đi. Anh em vô đi. Nè. Vô đi chụp hình cho nè. Cầu ngang à? Cầu ngang hả? À? Cầu ngang lên hả? À? Ê kìa cầu cô xanh vô nữa kìa. Vô 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 đi vô chụp hình. Chụp cái đi lại cô xanh đi. Cô xanh gì? Nha. Ok quá đã anh em ơi. Quá phê luôn. Từ từ. Ok anh em ơi. Ok.
Hello. Má hình quá có nước rồi. Có mở lò đây không vậy? Có. Hả? Lạng vụ vụ không? Không. Nước tỉnh nghe biết đâu tôi mở tại lắm đâu nghe kêu ẻo ẻo. Không có, không vậy là không có nghe. Giờ có mở cái nào vậy? Bên đầu cầu bên kêu ẻo 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 vậy đó. Ừ. Có mồi rồi. Mồi gì? Sao? Mấy con rồi? Ba con mà ôm bi hai con rồi. Mới ba con ôm bi hai con chết con. Má lực nào nãy như trâu bắn mà ôm bi trời. Má bắn mày cua xanh là sợ lắm, nó ôm bi không à. Cái cuối cùng ngay đầu mà kiếm ở ba thằng kiếm bởi bởi mà lần của nó sâu mà hồi đợt thường với hùng biêu sao một nùi cũng sâu không sâu vậy. Lần em bắn bắn gần cây gừa, gần thấp nhũng vậy nè, nó lại chết thôi. Gần. Hùng biêu với anh gượng á. Đợt với anh đó. Cái sắn tinh tinh ao vuông á. Một con với con tôi hú. Mình một con tôi hú. Lúc đó còn nhiều phải không? Nó kêu ẻo bên đầu cậu kìa. Ừ. Này đó. Đó, đó, hai con hả? Ừ. Nó còn kêu ẻo ẻo quá đó. Anh chạy là anh nghe là hồi cưng điện á là anh nghe ẻo anh ngừng lại nè. Đúng rồi. Bây giờ cua xanh lúc đó nhiều lắm không? Bây giờ cũng vậy à? Hả? Bây giờ cũng vậy à, mà biết điểm. Biết điểm. Ừ. Nó khai anh đi, nó khai bẫy con cua. Hả? Nó khai anh đi, nó khai. Đứng nhìn lên ba thằng nhìn nhưng mà không thấy. Ba thằng không nào thấy. Má cua đứng được còn không thấy luôn. Dễ thì thấy luôn. Ăn khác luôn chưa bạn? Ăn một ăn đưa đi. Lấy đồ ăn đi, ăn quên lấy đồ ăn kia gừa kia ăn đi. Đi ăn kia gừa ăn kìa. Rồi, ăn ngồi ăn rồi, ấy luôn. Chào cu luôn phải không? Ừ. Mới thấy nó phớt ngang. Lộng ai lộng con hả? Ok anh em ơi, lộng được con đấy em ơi. Ai bắn vậy? Không bắn hả? Không hả? Chạy tới nghe nãy em ẻo đi nè. Con nữa hả? Con bự con nhỏ. Bắn ăn bự. Ngay đầu nữa thấy không? Con này mới tươi nè, không có giọt nước nè. Ôi, nó đẹp. Trời đứng cái hết biết. Đứng hai con sát bên luôn, hai con luôn. Cảm thấy hay rồi. Vậy nó kêu nãy rồi. Con này còn bay được nha, nhổ cánh đi. Con này sẵn à. Nhổ xin voi nè. Hay quá bạn ơi, nhổ cánh nha bạn ơi, bay luôn. Hay quá anh Khánh ơi, Khánh hại nè. Sao mà bay luôn á mới ngon á. Khoan, khoan á. Hay quá bạn ơi. Rồi. Trời ơi, đứng ai nó đứng đang làm gì á. Hai cái trống không. Nó kêu đó. Quá phê anh ơi. Con bự con nhỏ. Rồi ok. Quy tín. Rồi hay quá bạn. Thôi để nè. Nè. Nằm nhiều kiểu luôn. Ba bắn này anh. Cho ra. Trời ơi bạn ơi. Đâu đâu vậy? Anh Khánh. Chúng ta vậy. Giữa ớt cái đâu đây nè. Thấy ngay giữa. Đâu. Không con nó trúng đầu á. Ừ. Trời ơi chỗ vô mu lưng luôn bạn ơi. Xe cánh ơi. Xe. Nhổ cánh. Xe anh em ơi. Rồi. Xe vô xe. Hai cục thịt hết biết bạn ơi. Thấy không? Hãy chạy lên đó không? Nhéo nhéo này tôi mới mở lò đó anh mới được vậy á. Nè, cầm quay ra cho phút cáo đèn quá. Pha, chạy ra ngoài phút cáo đèn. Thấy con này còn sống nè. Nhổ không cánh rồi. Hết thản rồi. Nhổ không cánh rồi. Rồi hai con này đúng là chế chuyện mà. Rồi tự nhiên đứng. Trời chuyện ơi. Quá phê cho anh em. Tan nó thằng bự nhỏ. Rồi, ok bỏ vô bỏ cho bọc đi. Bao nè, nó đem theo nè. Có bao nè. Đừng cái bao không mới ghê. Đi lên đây mình thủ bao. Hai con này là năm anh em mình là vivo rồi đó. Hai con này nửa ký á. Ok. Sao bự ha. Rồi ăn đi, ăn sáng đi. Dọc đường đói quá anh em ơi. Đói quá. No nê rồi, cái này vô sau tăng cường sinh lực coi. Đó là tăng cường năng lượng. Không, sinh lực cũng đúng. Rồi, đó cũng mệt quá rồi. Đâu ghê. Đó. Dưới thần. Hết chạy anh em cò. Nó đứng là giống như là cái dao giờ nó mỏng lét vậy đó. Nó quay đầu lại á. Lép vậy nè.
là đúng bài luôn ha. Nó thầu thẳng cái mình, nó gốc lên như cái dao vậy. Ở đâu rồi ta? Nè, thôi bữa nay. Ừ, nãy có cây cỏ đây nè. Nè, cây cỏ cuối cùng á. Đó. Để lấy cây câu. Đó, có câu nè. Đây. Ủa, có cái đồ móc luôn hả? Có, móc. Nghiên cứu làm chim mà. Mà cây này hơi yếu, cây của khoa bự cứng này nè. Đúng rồi, cây của khoa cứng. Dài. Yếu mà móc vô đụng nó lại dính nè. Nay anh em đi câu cá nghe nè. Đây câu chim luôn nha nè. Đây. Cá bự. Nhích luôn rồi, giỏi nè. Dính vô luôn rồi. Rồi, ok. Còi anh em ơi. Không. Để con này sạch mà. Để đi thôi. Xe máu chim không anh, để đúng rồi, xe xanh nãy nói chung là xe của mình là toàn máu chim không à. Con này nó ngọt cò mà mấy đầu to luôn. Đúng rồi, chưa có đầu đầu qua không mình đi luôn. Có rồi hay gì? Ủa, có không ta?
còn nữa nha anh em. Hai con nha anh em. Ok em ơi, hai con anh em hơi ra được rồi em ơi. Đâu rồi trời. Hợp lý đó nè. Nhìn đây. Gửi cho mang linh coi. Rồi. Hên đất chứ gặp siêu mạng rồi ai. Không ai làm nha. Rồi. Đất chứ gặp siêu mạng nè. Chơi chụp cái đó không này hốt dục luôn à. Thôi quên, nãy giờ quên bỏ đó chụp luôn đi. Rồi ai coi nè. Nãy chưa, ở đây chưa có nè. Làm hình đại diện cái. Cái ná quay lại nó mới ra. Dạ, ngày mấy anh em vô bốn thằng chụp hình cái ấy. Rồi. Cái này sao hốt? Đấy. Cái đấy chụp từ. Nó kia ra chụp hình cái được quá. Rồi. Thôi bốn người chụp hình trước đi. Vô. Cho chồng của xanh đi. Vô. Đây của xanh anh em ơi. Rồi. Chụp làm hình đại diện mà. Đại diện công ty đất đai cái gì? Ở đẹp nè anh ta. Ok. Nào bị quá chớn rồi. Tất nhiên à, thật nó dàn khè luôn nè anh em. Hư nè, hư nè. Đường con của Hoàng, con Nhông, con hai dao rảo hết. Ê, có bắn rồi được rồi. Hư nè. Xanh nè. Rồi mở nè, Hùng ơi. Cung trên đây. Mẹ bị béo phì nè. Nè, coi nào cung trên đây giống nhất nè bà con. Ở tháng sọc vậy đó, hai cái sọc xuống. Anh em nghĩ đi mà bao nhiêu lông đây là rồi chim cả nào. Bên cò đâu mà thấy lông trắng. Kệ bảo cái thôi con kia chim của ăn sống. Trọng ốp rồi. Ờ, cò đem trọng ốp rồi. Cò gì? Cò đó hả? Thì lông nè, lông cò nè. Lông gì hả? Con có cá này nó giỡn mặt hoài luôn trời. Không, anh Thánh nuôi á, thông cảm. Đù, nó bắn tổ rồi chứ. Đủ với cho nhỏ nó... Rồi chính rồi anh em ơi. Rồi mấy cầu đi, mấy cầu gì mà quá trời nữa nè. Được không? Được mà hả? Quá ngon rồi anh em ơi. Ông xanh. Chua là mình
đó là nó vui vậy. Nói chung cái đồ chua mà mình phải chế biến nó sẽ ngon, giống như là đồ chua nó mới làm bứt rồi. Củ xanh nha anh em. Củ xanh anh em ơi, để xé cho mấy anh em ở cái cầu ngang lên thưởng thức củ xanh này. Ôi cái này ngon này, vừa chín tới. Đó. Ừ, chín luôn rồi. Chín lúc rồi. Chín lúc luôn rồi. Dài. Xé đi. Nóng luôn ha. Nóng. Nè. Nóng chấm rồi xé ra chấm luôn. Trời ơi, xé cho anh em ơi. Pét luôn. Gì vậy? Chảy nước rồi, mang cầu chảy nước. Chưa chảy nước. Ôi có chơi hay đâu mà chảy nước ơi. Mới xé banh ra rồi chảy nước rồi cho anh ăn cái gì ta, mới banh ra chảy nước ăn cái gừa vàng nãy luôn nè. Ừ không ăn cái gừa vàng nãy nè. Ừ, ăn cái đó luôn á. Ủa mà con này bắn bên kia mà ăn cái đó vậy? Dạ rồi đó. Nó là đồng bọn đó mà. Ui nóng quá anh em ơi, mới đem ra mốt nước này review nó trước đi. Không nóng có xé nổi à. Ủa quá tụi nó mở cái đầu chứ gì nữa. Nó kêu thôi đợi xíu rồi, nóng quá nóng rồi. Lại cái đùi kìa. Rồi ăn đi. Không à, để ngủ đi, xé phỏng tay à. Thôi lỡ cố gắng xé con này cho anh em coi cô xanh nó trong nó có gì chứ đã. Nóng quá nóng rồi. Có bì chứ có cái gì. Con này đầu không có bì đâu. Con này hít sọt. Thì người ta làm gì béo người ta quất cái đùi đấy. Anh ăn đi, anh review đi. Trời ơi, review phải để đồ qua mình á hả? Ừ. Đó. Thử luôn đi. Để chấm nè. Nước chấm thật nha nha. Thế này bà này mà, thấy không, cu xanh mình lủng được cái đùi rồi ha. Kẹp cái gì của anh nãy nè. Kẹp cái gì, kẹp cái gì. Thôi nè, ăn không có biết cầm vậy đừng kẹp. Không, khoan cầm cái đi. Ừ, ăn không có biết cái gì, cu xanh đồ. Anh thấy cu xanh không, cái đùi nè, ăn nó bá cháy luôn nè, thấy không. Ừ, nó giòn, nó thơm. Giòn nghe quay nghe rượm. Dữ nè. Nghe rượm, 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 rượm. Không. Muối chanh nè anh em. Rồi. Đã chưa? Rồi. Vô đúng rồi. Thiếu. Thiếu rồi. Chết luôn rồi. Rồi mời anh em luôn. Thơm. Rồi, mời anh em nha. Rồi. Cái ăn luôn khỏi xe à. Không nó có cái khớp nhẹ, giống như cô đất kìa, con cô kia thôi. Ui, gà này có ai vậy? Ừ. Dạ, cô có con. Con ăn rồi. Bye bye anh em. Có là đâu ăn lại. Nóng. Ghê nóng. Chín từ từ luôn á, này là đúng ngọt luôn á không? Chính từ trong từ từ cái chín nắp á mới ngon. Nhiều khi anh hơi review cái đường ly bia nó sướng. Dạ. Nãy giờ nãy giờ chờ hả? Ừ kìa. Nhiều khi được cái đồ ăn đúng trước người ta. Pha mềm, cua xanh cái đồ ăn trước người ta nữa. Thịt cua xanh nó mềm lắm. Mềm. Bắn nó không chết nhưng mà nó mềm. Không rồi cái con này dai nè. Cái đầu dai, cái đùi nó phải dai. Ừ đúng rồi. Nó thịt vậy mà không đâu nói à. Trong cái bụng nó thơm lắm. Cái này thấy không? Nó có gì đâu. À, nó đâu có dơ đâu. Bỏ này. Nó không có dơ luôn á, cua xanh á. Nó cay không mà. Rồi nè, trái cây nè. Ừ, nãy giờ nó ướt cái quần luôn. Ngon. Nó ăn tới rồi tới sọp á. Ok, được rồi anh em ơi. Vừa sọp với mét với cây xanh nữa. Cái ruột này sao bấy quá vậy ta? Hấp pin. Cái ruột này sao bấy quá vậy ta? Ok, mà anh em miếng cua xanh nha. Không có gì quay cái ruột này. Đó. Cái ruột này ăn được không nha. Không có giống. Đục đục nè. Này, đúng rồi bài kia. Còn thiếu nửa đoạn cuối. Thái đi hơn nào vào thì thiếu nửa đoạn lên rồi. Rồi, đúng rồi. Có dục cái ruột không? Không. Không. Dục cái thiếu rồi. Có dục đâu bạn, nãy giờ có ai dục đâu bạn. Tôi thành không bỏ, giờ bỏ một nhiều thôi. À cái dĩa mồi gì xé ra cái nhóc của người. Đã bốn con cua xanh cũng xem ký. Ừ. Cũng cỡ 700 g, 800 g có ha. Hai con kia nửa ký rồi, hai con cua bự quá cỡ. Hai con nửa ký rồi. Hai con kia cũng xem xém rồi. Cái cục bi này nó muốn hơi gì nó xuống quá trời xuống nè.